Ngày 8 tháng 10, một cựu đại biểu của MWTV, Minu bất ngờ bị bắt bởi cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh trên đường đi làm về nhà. Minu đã sống ở Hàn Quốc được 18 năm và đã tích cực lên tiếng cho quyền của những người lao động nhập cư qua âm nhạc, truyền thông và giáo dục. Hơn nữa, ngày 15, cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh đã đi vào trong một nhà hàng của người Nepal ở Tông Thê Môn mà không xuất trình giấy phép. Ngày 18 tháng 10, hơn 10 người nhập cư đã bị bắt ở gần Trung An Osan. 이번 단속이 다른 해보다도 강도가 상당히 높을 뿐더러 불법적이고 위법적인 단속이 심화되고 있다라는 측면이 굉장히 우려스러운 측면이 있고. Kể từ khi Bộ Tư pháp đã thông báo, bắt đầu từ tháng 10 sẽ có những thay đổi lớn, cuộc sống của những người lao động nhập cư đã bị đảo lộn. Đã có hành vi vi phạm nhân quyền trong các trường hợp với các hình thức được sử dụng bởi những lực lượng thi hành luật. Ngẫu nhiên bắt giữ, phân biệt chủng tộc, vội vàng hấp tấp và các thủ tục hầu như không hợp pháp đã được sử dụng trong suốt giai đoạn thăng trầm gần đây. Chấn thương trong các vụ bắt cũng tăng lên. Tổ chức từ thiện như Đạo luật di dân đang yêu cầu tạm ngừng việc trục xuất dùng bạo lực và yêu cầu các chính sách mới về điều tra ra nguyên nhân gốc. Việc bắt giữ Minu, nhạc sĩ, nhà hoạt động văn hóa đã có ảnh hưởng mạnh trong xã hội Hàn Quốc. Hơn 1.000 người đã ký vào đơn khởi kiện và nhiều tổ chức dân sự đã đòi thả ông. Các tổ chức này đã chỉ ra rằng việc công việc của Minu đối với xã hội này phải công nhận. Họ đã lên tiếng rằng những người lao động nhập cư mà đã cư trú lâu dài thì không đơn thuần làm việc ở đây mà họ còn trở lại đất nước của họ nhưng vẫn phải được công nhận là thành viên của cộng đồng. Các nghệ sĩ cũng thông báo hỗ trợ cho Minu. Ca sĩ Kang San đã tổ chức một buổi hòa nhạc dành riêng cho Minu với tiêu đề Bạn của tôi đến từ đâu? Minu đến Hàn Quốc năm 1992 và đã làm việc được hơn 10 năm tại một nhà máy sản xuất. Ông đã đóng góp cho nền công nghiệp Hàn Quốc. Cuộc sống của ông đã thay đổi mạnh mẽ vào năm 2003 khi ông tham gia vào cuộc đình công của người lao động nhập cư. Sau đó ông trở thành một ca sĩ chính của ban nhạc đa văn hóa Stop Crackdown và bắt đầu tích cực nâng cao nhận thức về nhân quyền của những người lao động nhập cư qua các phương tiện truyền thông và nghệ thuật. Ông đã đến cho một số người mà thường xuyên không được nghe đến. Gần đây, ông cũng bắt đầu có một số bài học về đa văn hóa dành cho trẻ em. Sau khi sống ở Hàn Quốc được hơn nửa cuộc đời, Minu đã bị bắt giữ và bị kết án trục xuất vào ngày 23 tháng 10. Ngày 15 tháng 10, một nhà văn viết về trẻ em, nhà hoạt động văn hóa là một trong những người bị bắt ở một nhà hàng của người Nepal ở Tông Thê Môn. Ông Bơm Lao Ti đã là một giáo viên tiểu học được hơn 10 năm ở Nepal trước khi ông chuyển đến Hàn Quốc lao động vào năm 1997. Ông là chủ tịch cộng đồng tư vấn Nepal, chủ tịch ủy ban truyền hình Sarat và trên tất cả một nhà thơ với các tác phẩm có liên quan đến người lao động nhập cư. Ông là người lao động nhập cư đầu tiên xuất bản một cuốn sách viết về trẻ em, nghĩa là trẻ em phá vỡ đá, mà giành được giải thưởng văn học xuất sắc năm 2009 tại Incheon. 단체 활동도 더 많이 하셨고 한국에서 일단 너무 오랫동안 자기 고향처럼 자기 나 제2의 나라라고 생각하면서 많이 노력하면서 살았었는데 갑자기 이런 일이 당해서 가시니까 너무 안타깝습니다. Trường hợp của ông Bơm Lao Ti là một trường hợp rất đau khổ vì ông đã rất tích cực chia sẻ những khả năng về văn hóa của mình với trẻ em. Ông đã viết những bài thơ mà đóng góp lớn cho xã hội Hàn Quốc và đã viết những câu chuyện hay cho trẻ em. Ông Bơm Lao Ti là một người mà đã chỉ ra cho các thế hệ trẻ của chúng ta cách sống và ước mơ trong những hoàn cảnh khó khăn. Ông tha thiết chờ đợi ngày mà ông được ra khỏi trung tâm cải tạo xuất nhập cảnh Hoa Sơn. Như vậy thì tình hình lao động nhập cư ở các nước khác thì như thế nào? Theo báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc năm 2006, Hoa Kỳ thường xuyên hủy bỏ việc trục xuất buộc tội trong trường hợp bị đơn đã sống được hơn 10 năm ở đất nước này mà không có một hồ sơ hình sự nào. Tại Đức, một luật mới được thông qua vào năm 2005, trong đó 200.000 người tị nạn có quyền đặc biệt hạn chế cư trú. Điều này cho phép họ được công nhận trong xã hội mà không nhất thiết phải cho họ một thẻ xanh. Vào năm 2006, hàng nghìn người lao động nhập cư bất hợp pháp đã được kéo dài thời gian thị thực theo điều kiện của hợp đồng làm việc.
Đây là cách mà hơn 1 triệu người lao động nhập cư bất hợp pháp đã có thể trốn ra ngoài từ năm 2003 đến năm 2006 tại Italy. Tây Ban Nha cũng có 600.000 người lao động trong năm 2005 được công nhận. Năm 2007, trên 200.000 người lao động nhập cư bất hợp pháp đã được hợp pháp hóa theo từng khu vực ở Pháp. Có một sự thay đổi lớn kể từ khi Bộ Tư pháp công bố kế hoạch 5 năm mới nhằm giảm lao động nhập cư bất hợp pháp vào tháng 3 năm ngoái. Cũng vào năm ngoái, trên 30.000 người lao động nhập cư đã bị trục xuất, tăng lên 60% từ năm 2007. Năm nay, các con số này vẫn tăng và trong suốt quá trình di cư, nhiều người nhập cư đã bị thương và cuộc sống của họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Một số người đã chết. Đã được 5 năm kể từ khi hệ thống cấp giấy phép làm việc đã có chỗ đứng của nó. Xã hội Hàn Quốc ngay bây giờ cần đưa ra một chính sách tiên tiến hơn, hiện đại hơn cho công nhân nhập cư.